Hello, xin chào bà con. Mình có một số bạn học viên của mình, ba mẹ tin tưởng giao cho mình thì mấy bạn trong đội của mình hướng dẫn mấy bạn đó thì có kết quả thì mình cũng rất là mừng. Mà phụ huynh thấy con cái mà nó học hành, nó thành tài, nó có kết quả thì chắc là phụ huynh cũng có niềm tin vào mình. Rồi, cảm ơn mọi người. Qua cái câu chuyện mà các bạn thấy không? Ở Việt Nam mình có những cái người chỉ đạo cho những cái du học sinh ở bên Nhật, hoặc là chỉ đạo cho những cái người du lịch đi qua Nhật chơi, rồi xong rồi ăn cắp cái này ăn cắp cái nọ, rồi xong rồi đem về ăn cắp, mà phải ăn cắp đúng cái mẫu đó, ăn cắp đúng size, ăn cắp đúng màu sắc luôn để đem về bán lại cho người bên Việt Nam. Nên các bạn thấy nó là nỗi nhục, không phải bây giờ nó không còn là nhục của cái người đó nữa, không còn là ở trong cái gia đình của cái người đó nữa, mà nó nhục này, nó nhục quốc thể luôn, nó nhục toàn thể người Việt luôn trên toàn thế giới rồi. Bởi vậy các bạn đi đâu người ta hỏi là mình rất là ngại khi mình nói mình ở Việt Nam. Các bạn, nhiều khi mình qua Nhật mình không nói tiếng Việt luôn á, mình phải nói tiếng Anh thôi à, tại vì mình rất là sợ. Ở bên Nhật á, nó có mấy cái bảng mà nó ghi là chỗ này nó không tiếp người Việt nữa kìa. Nói các bạn nào mà đã từng đi nước ngoài rồi, các bạn nhìn vô mấy cái chữ đó người ta viết bằng tiếng Việt á, rồi bạn sẽ cảm thấy là lúc đó nó nỗi nhục quốc thể luôn, nó nhục lắm, và không biết lấy cái gì đội vào đầu luôn. Khi mà bạn đi qua mà người ta biết bạn người Việt rồi, bạn tính vô cửa hàng đó bạn ăn rồi. Ngày xưa mình đi với bạn bè của mình ở bên Nhật á, vô cửa hàng nó ăn, có mấy thằng Tây đi chung với mình á, vô ăn nó thấy ở đây không tiếp người Việt Nam, trời ơi lúc đó nó nhục lắm. Nguyên đám Tây đi không sao, tự nhiên có mình hai ba đứa người Việt Nam vô cái nó kêu không tiếp, rồi giờ bạn tính sao? Nên các bạn có anh chị em hay là có người thân, có bà con gì đó đi qua bên nước ngoài, tay chân là đừng có cầm nhầm đồ của người khác nha, đừng có tiện tay rồi cầm nhầm rồi bóc nhầm rồi nó phiền lắm. Đi tới nhà người ta chơi rồi này nọ, nhà của người ta có mấy cái đồ cũng đừng có bóc nhầm nha, đó nên rất là phiền. Nên mọi người phải lưu ý mấy cái điều này, đừng có lòng tham. Mình có tay có chân, mình đi làm, mình có tiền mình mua thôi, nó như vậy nó đâu có bị sao đâu, tự nhiên cái đi bóc của người ta chi vậy. Vừa rồi các bạn có biết không, là có 4 bạn là dưới 18 tuổi là du học sinh đó nha, giống như kiểu chuyển đổi du học á, ví dụ như qua bên Úc học một học kỳ rồi đi về Việt Nam lại đó, thì 4 bạn đó ở tiểu bang Nam Úc, ở thành phố là Adelaide. Ngày xưa mình cũng ở thành phố đó đó. Mình thấy 4 bạn đó dưới 18 tuổi nha, bây giờ là ở homestay luôn, có người bản xứ người ta nuôi mấy bạn đó luôn. Mình thấy 4 bạn đó dưới 18 tuổi nha, bây giờ là ở homestay luôn, có người bản xứ người ta nuôi mấy bạn đó luôn. Rồi mấy bạn nó bỏ trốn ra ngoài luôn, bỏ trốn ra ngoài mấy cái tỉnh như là Nghệ An nè, Hà Tĩnh nè, Thanh Hóa nè, đó mấy tỉnh đó đó, Hải Phòng nữa nè đó. Hải Phòng thì nổi tiếng là gì các bạn biết không? Hải Phòng là nổi tiếng là trồng cỏ, trồng cần sa. Là mấy cái tỉnh đó là bây giờ ở bên bộ giáo dục ở bên tiểu bang Nam Úc á, ở thành phố Adelaide á, không cho mấy bạn ở đó đi du học luôn. Ở mấy tỉnh khác thì không sao, hình như là cũng có mấy tỉnh khác cũng có ảnh hưởng đó, Đồng Nai cũng có ảnh hưởng nữa nè đó. Nó có cái danh sách đó, bạn lên trên mạng bạn tìm, nó có danh sách của các bạn hết. Thì các bạn thấy không, người Việt Nam mình đi qua bên nước ngoài đó, toàn làm những cái điều mà để nó được nổi tiếng không à. Mà nổi tiếng thì nó có hai loại nổi tiếng, nổi tiếng để là tấm gương cho người khác noi theo, và cái nổi tiếng thứ hai á là cái bức tranh, là một cái điển hình, là một cái tấm gương, là không phải tấm gương tốt cũng được, làm tấm gương tốt đi cũng không chịu làm thì đi làm một cái tấm gương xấu, giống như một cái gì đó nó xấu để người ta né đi các bạn đó. Người Việt mình thì làm như vậy, các bạn thử nghĩ đi, ví dụ như những người đi trước người ta đi qua họ làm vậy, cái xong họ mất uy tín. Ví dụ như người Hàn Quốc này đi qua Mỹ, người Nhật đi qua Mỹ đâu cần xin visa gì đâu, người Nhật người Hàn người ta đi qua Úc người ta đâu cần xin visa gì đâu, người ta đi cầm cái passport người ta đi. Hoặc là người Brunei hoặc là người Singapore đi qua Úc hay là đi qua Mỹ chẳng cần xin visa visit gì, đặt vé máy bay là đi thôi. Tại sao đất nước Việt Nam mình phải xin visa, đi đâu cũng phải xin đi visa, trừ đi mấy nước Đông Nam Á thôi à. Đi qua Đài Loan cũng xin visa, thậm chí đi qua Trung Quốc cũng xin visa nữa. Ủa sao kỳ đấy? Tại vì người Việt Nam mình làm sai nhiều quá nên rất là khổ cho những người đi sau. Có những người đi rất là cực, có những, các bạn nhớ vài năm trước, 4-5 năm trước chết 39 người Việt Nam mình chết trong cái thùng đông lạnh. Rồi dạo gần đây cũng có mấy người nhập cảnh lậu từ bên bay qua bên Mexico rồi đi qua, hoặc là đi qua mấy cái đường Nam Mỹ đó rồi đi lên nước Mỹ đó. Rồi xong có một số người là đi qua bên Pháp rồi xong rồi lòn xuống để đi qua bên Anh rồi cũng vô container. Mà mấy người đó đa số họ là ở đâu? Ở mấy cái tỉnh mình mới nói đó, chứ ở miền Nam người ta sống vui vẻ và người ta làm việc, người ta cũng kiếm tiền, người ta đâu có đi làm bậy như vậy đâu. Mình, các bạn, tất cả mọi người là người nước Việt Nam, máu đỏ da vàng, chúng ta là người Lạc Hồng, ta là người Việt Nam, nên một con sâu nó sẽ làm rầu nồi canh một tỉnh, hai tỉnh, ba tỉnh, cho nó sẽ làm ảnh hưởng hết tất cả mấy tỉnh khác. Những cái người đi sau là những người chịu những cái thiệt thòi nhất định. Ở trong nhà các bạn, ví dụ như bạn có anh em, chị em, cô bác, họ hàng gì đó, rồi sau đó có một cái người nào đó người ta làm sai, thì người ta nhìn vô cái gia đình, một cái dòng họ đó, người ta nói à, cái dòng họ đó nó làm sai, chứ nó đâu có kêu là cái thằng A đó nó làm sai đâu. Cái thằng đó nó làm sai, nó nói, người ta sẽ nói ba mẹ cái thằng đó không biết dạy con, chứ người ta không có chửi cái thằng đó. Rồi ba mẹ không biết dạy con, xong nói tiếp thầy cô không biết dạy con, thầy cô không biết dạy con, ba mẹ không biết dạy con, rồi ra cái dòng họ đó không biết dạy con, dòng họ không biết dạy con, xong rồi ra tới nguyên một cái trường đó không biết dạy, xong rồi nó nguyên một cái quận đó hoặc cái tỉnh đó đó. Các bạn thấy không, có 3-4 đứa học sinh ở mấy cái tỉnh đó thôi à, chứ đâu phải cái tỉnh đó là người ta xấu hết đâu. Ở tỉnh đó cũng có người xấu, ở đâu cũng vậy các bạn, ở đâu cũng có Thạch Xanh, ở đâu cũng có Lý Thông hết. Nhưng mà cái tỉnh đó nhiều người làm sai quá, người ta sẽ vơ hết đũa cả đống luôn. Tại sao? Tại người ta sợ, đúng không? Người Úc người ta sợ, người ta sợ lại tiếp tục qua bên này. Thì tất nhiên rất là nhiều rồi, mấy trăm ngàn người qua bên Úc này đi học mà, mấy chục ngàn người qua bên Úc đi học mà không phải ở, đâu có ở Sài Gòn, đâu có ở mấy cái tỉnh miền Tây, mà toàn là ở ba cái tỉnh kia không à. Thì người ta sẽ nói mấy cái người ở đó làm sai nên tôi không cho những người dân ở đó đi học, và cũng tất nhiên đi du lịch cũng càng khó rồi đó, vậy thôi à. Nên các bạn mới suy nghĩ những cái hành động của bạn làm ngày hôm nay nó sẽ ảnh hưởng đến cho cái tương lai của bản thân các bạn, là không nói rồi, tương lai của gia đình của bạn, và ảnh hưởng đến anh chị em của các bạn và bà con họ hàng, và thậm chí những cái cộng đồng, những cái người Việt ở cái làng, cái xã hoặc là cái tỉnh của các bạn nữa. Và nó mở rộng ra là cả đất nước Việt Nam bị ảnh hưởng luôn. Do đó cái hộ chiếu của đất nước Việt Nam mình của bạn đó, các bạn cứ thử nghĩ đi, các bạn đánh giá vào một cái nước, người ta sẽ đánh giá vào cái nền kinh tế của nó, rồi xong nền giáo dục, tiếp tục nữa các bạn coi tiếp theo là cái passport của nước đó đi được bao nhiêu. Nó rất là nhiều cái yếu tố. Các bạn thấy những cái nước như Brunei nè, Singapore nè, mình đã từng đi qua Brunei rồi nha. Khi mà bạn ở Brunei á, bạn làm sai á, hoặc là bạn trồng cỏ, hoặc là bạn hút thuốc phiện, hoặc là bạn chơi mấy cái thuốc lắc cái gì á, người ta không có nói không rằng gì hết á, nó bắn bạn luôn á, đơn giản làm sai nó bắn luôn à, nó xử luôn à đó. Hoặc là qua bên Singapore mà làm sai, đúng không, làm mấy cái chuyện sai, đúng không, nó cho đi lao động công ích, đi lao động công ích làm thấy ông thấy bà luôn. Có những người Việt Nam bị lao động công ích, và có những người Việt Nam đi làm việc mà các bạn này cũng học hành đàng hoàng luôn, làm việc ở Singapore, và bạn này ăn cắp vặt ở bên nước Singapore của người ta nữa đó, bạn này làm IT luôn. Tại sao chỉ có hộ chiếu của Singapore, hộ chiếu của Brunei, đó là hai nước Đông Nam Á gần Việt Nam nhất nha, là nước Nhật, nước Hàn hoặc nước Đài Loan. Người ta đi qua Mỹ giống như đi chợ vậy, người ta bút vé máy bay là người ta đi thôi. Thì cái lòng tin của đất nước Mỹ hoặc là nước Anh hoặc là nước Úc đối với những cái quốc gia đó nó rất là cao. Do đó là nó không cần các bạn xin visa, thì người ta sẽ giảm cái số tiền xin visa, đúng không? Mỗi lần xin visa là tốn vài triệu, có khi là vài chục triệu luôn các bạn. Các bạn tự xin á, thì vài triệu, còn bạn nhờ người này xin rồi trả phí cho người kia xin. Ví dụ như bạn không có, bạn phải nhờ cố vấn di trú hoặc nhờ mấy cái người di trú, hoặc là bạn nhờ người này người kia điền đơn rồi nè, bạn phải trả tiền cho người ta vài triệu chứ. Bạn đóng cái phí xin visa nữa, nó lại thêm tiền nữa, đúng không? Phí xin visa cũng vài triệu, rồi bạn nhờ người ta làm visa cho bạn, là cái dịch vụ đó làm visa nó cũng lấy bạn mấy triệu, rồi bạn đi làm giấy tờ đồ này nọ, nó tốn tùm lum tiền á. Bạn thử nghĩ đi, một người mình nói tốn mười mấy triệu là cho 1.000 đô Úc đi ha, cái vé máy bay đi qua Úc này, bay đi bay về, nó khi mà giảm giá 6-7 triệu một vé, các bạn thấy không? Bạn nào may mắn thì visa bạn lần đầu là nó đậu, còn gặp mấy cái người cố vấn di trú hoặc luật sư di trú không có tâm. Mình ví dụ nha, cái trường hợp vừa rồi á, bạn nào mà ở mấy cái tỉnh mà mình nói không có cho đi rồi đó, mà bạn gặp cái người luật sư nào mà không có tâm, đúng không, mấy người luật sư này muốn lấy tiền của bạn không, nó cứ nộp đại luôn cho các bạn luôn, vô nói xong rồi chắc chắn là bạn rớt rồi, nó nộp đại thôi à, nó lấy tiền các bạn đó, các bạn hiểu không? Đó, bởi vậy mình nói là các bạn bây giờ các bạn muốn cái gì, các bạn phải có kiến thức. Bạn phải có cái kiến thức về cái lĩnh vực đó, bạn phải có kiến thức về cái loại visa bạn xin. Bạn muốn xin visa du lịch, bạn phải có kiến thức về cái visa du lịch. Bạn muốn xin visa du học, bạn phải có cái kiến thức đó, rồi bạn mới nhờ luật sư, rồi bạn hoặc là bạn tự làm, hoặc bạn tìm cái người nào đó có uy tín và người ta sống ở nước ngoài cho nó chắc, chứ người ở trong nước mình sợ lắm. Người trong nước tất nhiên là cũng có người này người kia, nhưng mà cái xác suất mà gặp cái người mà lừa đảo nhiều lắm các bạn. Tại nước Việt Nam mình trong đó tới trăm triệu dân là các bạn. Chưa kể nãy mình nói các bạn xin visa xong các bạn phải tới, các bạn lăn tay, các bạn phải khám sức khỏe đủ kiểu hết, đúng không? Mà khám sức khỏe với lăn tay á, ở đất nước người ta, ví dụ như bạn đi qua Singapore bạn khám sức khỏe bằng lăn tay đi, người ta còn tin tưởng, ở đâu người ta cũng tin tưởng. Nhưng mà bạn ở Việt Nam người ta phải chỉ định các bạn phải tới cái chỗ đó mới cho bạn khám, không có cho bạn khám ở ngoài kia. Tại vì nó không có tin, nó không có tin là ở ngoài kia người ta đưa ra kết quả đúng. Tại vì người Việt Nam mình có thể có cái chiêu gọi xì tiền ra cái xong mà sức khỏe yếu phải không, đưa tiền ra đây cái tôi ghi tờ giấy sức khỏe mạnh khỏe liền đó. Nên các bạn lưu ý ha.